Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Xôn xao sự thật về video có liên quan đến người đàn ông chết trên xe lăn. Thông tin liên quan đến người đàn ông chết trên xe lăn ở Sài Gòn từng bị vợ có hành động rầy la đánh đập đang gây hoang mang trên mạng xã hội. Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền tay nhau một đoạn clip được cho là của người phụ nữ vô gia cư và người đàn ông trên xe lăn trước khi qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo như camera ghi lại, người phụ nữ này liên tục có những hành động đánh đập người đàn ông. Mặc dù video không nhìn rõ mặt của nhân vật trong clip nhưng nhiều người khẳng định đây là cặp đôi vợ chồng, khiến nhiều người xót xa về hình ảnh người đi qua, người ở lại trong những ngày vừa qua. Ngay sau khi video đăng tải, dân tình đều tỏ ra bán tín bán nghi về tính xác thực. Bên cạnh đó, có nhiều bình luận tiêu cực chỉ trích gay gắt đến người phụ nữ đội nón lá trong đoạn clip bởi đã có những hành động như la rầy đánh đập người chồng khuyết tật. Tuy nhiên, theo chủ tài khoản Facebook LK chia sẻ, người phụ nữ và người đàn ông trên xe lăn là hai vợ chồng đã ở với nhau gần 50 năm. Trước khi xảy ra dịch bệnh, người vợ đẩy chồng đi bán vé số dạo quanh khu vực công viên. Thời điểm đó, hai ông bà có thuê phòng trọ nhỏ của một tiệm rửa xe, nhưng vì dịch bệnh mà buộc lòng hai vợ chồng phải dọn ra ngoài, rơi vào hoàn cảnh vô gia cư, cuộc sống khó khăn hơn trước rất nhiều. Chủ tài khoản Facebook này cho biết thêm như sau: việc bà cụ có hành vi na rầy hay mắng chửi người chồng quá cố của mình chỉ vì bà sợ ông cắn tay cắn lưỡi của mình thôi, chứ chẳng có mục đích gì khác. Hai vợ chồng này rất thương nhau, hoàn cảnh không có chuyện như mọi người đồn thổi là bà lợi dụng ông để kiếm cơm này nọ. Họ là vợ chồng hợp pháp đã gần 50 năm rồi. LK chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh hiểu rất rõ hoàn cảnh của cặp đôi vợ chồng này bởi đã từng trực tiếp giúp đỡ, xin các mạnh thường quân ủng hộ để mua đồ ủng hộ cho họ. Cũng có rất nhiều người đồng tình với bình luận của Facebook LK. Họ nhận ra người phụ nữ và người đàn ông chết trên xe lăn từng đẩy xe qua khu nhà mình. Hầu hết mọi người đều khẳng định bà cụ rất thương chồng, chăm lo cho chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cộng đồng mạng cho rằng mọi người không nên vội phán xét hay chỉ trích bất kỳ ai mà nên đặt mình vào trường hợp của họ. Một người phụ nữ đi bên cạnh người đàn ông 50 năm, cùng nhau vượt qua khó khăn, nếu có những lúc bực bội cũng là chuyện dễ hiểu và có thể bỏ qua. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.